Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, việc cải cách hành chính và hiện đại hóa hệ thống kho bạc nhà nước đã trở thành một nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời đảm bảo hiệu quả quản lý tài chính công. Theo đó, thời gian gần đây, kho bạc nhà nước tỉnh Cà Mau và các đơn vị trực thuộc đã đạt được những bước tiến đáng kể trong quá trình chuyển đổi số và cải cách hành chính, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và xây dựng chuẩn mực đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng. Quầy giao dịch kho bạc nhà nước tỉnh Cà Mau thường xuyên vắng lặng, chỉ có công chức kho bạc nhà nước và những chiếc máy vi tính thường xuyên bận rộn. Vì sao như vậy? Tháng 6 năm 2018 thì thời điểm đó là chỉ có 34 cái đơn vị là tham gia dịch vụ công trực tuyến ở trên 1.064 đơn vị. Thì tới cuối tháng 12 năm 2018 thì được 72 đơn vị. Và công chỉ thì tới thời điểm đó thì cũng chiếm khoảng 7%. Nhưng mà tới thời điểm 31 tháng 12 năm 2019, tức là sau 1.5 năm thực hiện, thì cái kết quả là đã đạt 1.064 trên 1.064 đơn vị. Tính tất cả là tới thời điểm này thì cũng là con số nó vẫn giữ vững tới thời điểm tới bây giờ là 2024 là đạt 100% đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến của kho bạc. Trừ những cái đơn vị mà theo quy định thì không phải gửi dịch vụ công trực tuyến. Tương tự như những gì đang diễn ra tại kho bạc nhà nước tỉnh, quầy giao dịch của kho bạc nhà nước các huyện trực thuộc cũng hiếm khi có khách đến giao dịch trực tiếp. Hầu như tất cả các giao dịch đều thực hiện trên môi trường số. Từ tháng 6 năm 2023 cho đến nay thì tại kho bạc nhà nước làm giao thì có 118 trên 118 đơn vị sử dụng ngân sách là tham gia thanh toán tự động. Về đánh giá cái kết quả thanh toán tự động tại hệ thống kho bạc nhà Cà Mau nói chung và kho bạc Đầm Dơi nói riêng thì sơ tổng kết ban đầu thì về quy trình thanh toán tự động tiền điện nước dịch vụ viễn thông mà do đơn vị sử dụng ngân sách ủy quyền cho kho bạc thì nó đem lại cái lợi ích, là nó giảm thiểu cái thời gian và cái khối lượng cho chuyên viên kiểm soát chi của kho bạc nhà nước. Sự ra đời của dịch vụ công trực tuyến là minh chứng cho sự nỗ lực của kho bạc nhà nước trong việc đưa các quy trình hành chính lên môi trường số, giúp các đơn vị sử dụng ngân sách có thể thực hiện các giao dịch nhanh chóng, tiện lợi và minh bạch hơn. Từ năm 2018, kho bạc nhà nước đã triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho phép các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến kho bạc qua mạng. Điều này đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm thiểu chi phí đi lại và nâng cao hiệu quả công việc. Với hệ thống dịch vụ công trực tuyến, các đơn vị sử dụng ngân sách không còn phải đến trực tiếp các trụ sở kho bạc mà có thể thực hiện các giao dịch từ bất kỳ đâu và bất kỳ thời điểm nào. Thì cải cách hành chính thì em thấy thanh toán qua dịch vụ công thì đỡ tốn thời gian của ở cấp xã và thị trấn lại đây, nó mình khỏi cần đi thì khi mình gửi dịch vụ công nó tiện hơn. Nhân viên kho bạc ở đây thì khi mà ở cấp dưới lên hỏi thì giải thích rất là nhiệt tình. Anh em ở kho bạc thì nói chung là đối xử với cái khách lại giao dịch thì rất là tốt, em rất là hài lòng. So với trước thì cái thời gian trước khi mà mình làm thủ công, nói chung là giống như mình làm thủ công thì nó chậm hơn, nó mất thời gian. Còn khi này khi mình đã lên có hệ thống thì mình chỉ trên các thao tác thì mình được nhanh hơn. Nói chung là tiến độ thực hiện công việc nó nhanh chóng và kịp thời. Thái độ của anh em của ngành kho bạc thì rất là vui vẻ, nhiệt tình. Chỉ dẫn thì rất là nhiệt tình với cho các đơn vị. Nói chung là về bản thân nhận thấy thì rất là tốt. Theo báo cáo của kho bạc nhà nước tỉnh Cà Mau, 2 năm qua, hầu như 100% các giao dịch chi ngân sách nhà nước đã được thực hiện qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, giảm tải cho hệ thống quản lý của kho bạc nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính.
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ cơ bản, kho bạc nhà nước còn liên tục nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến, bổ sung các tính năng mới như tra cứu số dư tài khoản, trạng thái hồ sơ kiểm soát chi và tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia. Hệ thống này cũng được kết nối với các chương trình kế toán của các đơn vị sử dụng ngân sách, giúp tự động hóa các quy trình, giảm thiểu sai sót và nâng cao độ chính xác. Đảm bảo được tính công khai minh bạch và trên từng công đoạn của quy trình xử lý của kho bạc thì nó được ghi dấu lại hết qua cái dịch vụ công. Tức là từ thời điểm tiếp nhận đến quy trình xử lý của giao dịch viên, của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và của lãnh đạo kho bạc. Thời điểm nào xử lý chứng từ đó ở quy trình gì thì nó đều ghi dấu hết và mọi sai sót là được kiểm tra lại là cấp nào sai, ai sai và là đơn vị nào sai thì rất là rõ. Sự phát triển của dịch vụ công trực tuyến tại kho bạc nhà nước đã tạo ra một bước đột phá trong việc hiện đại hóa hành chính, đưa các quy trình quản lý tài chính công của Việt Nam lên một tầm cao mới. Với sự tiện lợi, minh bạch và hiệu quả, dịch vụ công trực tuyến đã và đang nhận được sự đánh giá cao từ các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đóng góp tích cực vào việc xây dựng chính phủ điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý tài chính công. Trong những năm gần đây, việc đánh giá sự hài lòng của khách hàng đã trở thành một tiêu chí quan trọng để đo lường hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính công, trong đó có hệ thống kho bạc nhà nước. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, kho bạc nhà nước đã liên tục tiến hành các cuộc khảo sát nhằm đo lường mức độ hài lòng của các đơn vị sử dụng ngân sách khi thực hiện giao dịch với kho bạc. Kho bạc nhà nước cũng đã có ban hành cái quyết định số 6250 về cái quy chế đánh giá cái mức độ hài lòng của cá nhân và tổ chức đối với công chức kho bạc. Thì bóng chỉ là đây là một cái bước tiến trong cái việc quản lý cũng như là nâng cái mục tiêu của cái quy chế này là nhằm nâng cao cái chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức kho bạc đối với các cái đơn vị sử dụng ngân sách và đặc biệt là đối với doanh nghiệp và người dân. Cái thứ hai nữa thì tạo một cái sự minh bạch. Cái sự minh bạch trong cái quy trình xử lý của công chức kho bạc. Tức là muốn lắng nghe từ cái người sử dụng cái dịch vụ của kho bạc cung cấp. Thứ nhất là về cái thái độ phục vụ của công chức kho bạc. Thứ hai nữa là về cái hạ tầng kỹ thuật mà kho bạc phục vụ như có đáp ứng được cái yêu cầu hay không. Cái thứ ba nữa thì đáp ứng được cái yêu cầu, cái mong mỏi của người sử dụng ngân sách và cơ quan sử dụng ngân sách và đặc biệt là của người dân và doanh nghiệp trong việc có cái quan hệ thanh toán với kho bạc. Kho bạc nhà nước không chỉ thực hiện các cuộc khảo sát một cách định kỳ mà còn chú trọng vào việc cải tiến quy trình khảo sát để đảm bảo phản ánh chính xác nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Để thực hiện điều này, kho bạc nhà nước đã ứng dụng các công nghệ hiện đại trong thu thập và phân tích dữ liệu, từ đó đưa ra những đánh giá chi tiết và toàn diện về chất lượng dịch vụ. Kết quả của các cuộc khảo sát cho thấy, mức độ hài lòng của các đơn vị sử dụng ngân sách đối với dịch vụ của kho bạc nhà nước ngày càng tăng cao. Đây là một thành công đáng kể, phản ánh sự nỗ lực không ngừng của kho bạc nhà nước trong việc cải tiến chất lượng dịch vụ công. Thì đối với hệ thống kho bạc nhà nước Đầm Dơi thì cũng được đánh giá rất là cao. Nói chung là riêng lẻ từng kho bạc thì cũng cao, rồi thống kê chung của cả hệ thống thì cái sự hài lòng của khách hàng qua đánh giá tổng thể cả nước thì đối với ngành kho bạc thì đạt trên 99% sự hài lòng của khách hàng. Thì hàng năm thì khoảng rơi vào là khoảng tháng 5 là khảo sát một lần, tháng 11 khảo sát một lần, thời gian khảo sát là 2 tháng. Thì báo công chí thì qua cái kết quả khảo sát lần 1 đối với hệ thống kho bạc nhà nước thì có 4 cái chỉ số mà để đánh giá cái mức độ hài lòng. Thứ nhất là đánh giá về mức độ hài lòng về cái sự phục vụ của kho bạc nhà nước, công chức kho bạc nhà nước thì kết quả của bạc Cà Mau là đạt 99,91%. Cái chỉ số thứ hai là cái chất lượng về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thì đạt 99,27%. Cái chỉ số thứ ba là cái chỉ số phản ánh về cái hài lòng về cái xử lý những cái kiến nghị phản ánh của người dân, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng sách thì đạt 99,94%. Và cái cuối cùng là cái
chỉ số về công khai minh bạch cái bộ thủ tục hành chính đối với lĩnh vực kho bạc nhà nước thì cũng đạt 99,91%. Một trong những điểm nổi bật của kho bạc nhà nước hai cấp trong tỉnh Cà Mau là sự linh hoạt và chủ động trong việc đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Kho bạc nhà nước đã không ngần ngại thay đổi, cải tiến các quy trình thủ tục để đảm bảo sự thuận tiện và hiệu quả cho khách hàng. Những cải tiến này không chỉ giúp kho bạc nhà nước nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo ra sự khác biệt, làm hài lòng khách hàng. Việc đánh giá mức độ hài lòng không chỉ dừng lại ở những con số thống kê mà thực sự là một quá trình đồng hành cùng khách hàng. Với những nỗ lực không ngừng, kho bạc nhà nước hai cấp trong tỉnh đã và đang xây dựng một hệ thống dịch vụ công chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu và mong đợi của các đơn vị sử dụng ngân sách. Hơn 99% khách hàng giao dịch hài lòng, nhưng đối với kho bạc huyện Đầm Dơi như thế là chưa đáp ứng yêu cầu. Phân tích vì sao chưa đạt con số tuyệt đối và chỗ nào cần phải cải thiện khắc phục để phục vụ tốt hơn, đó là yêu cầu bắt buộc. Thì phấn đấu từ đây tới cuối năm sẽ khắc phục cái tình trạng hồ sơ mà gửi đi gửi lại nhiều lần, hồ sơ kho bạc nhà nước từ chối thanh toán. Muốn được như vậy thì phải tăng cường cái giải pháp là phối hợp với các cái cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân huyện như cơ quan tài chính, cơ quan thuế trong cái thu ngân sách, cũng như phối hợp với ngân hàng thương mại trong thu ngân sách, rồi phối hợp với đơn vị sử dụng ngân sách để có cái giải pháp là đọc và nghiên cứu kỹ hơn các cái văn bản. Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, yêu cầu của khách hàng đối với dịch vụ công cũng ngày càng cao. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ cho kho bạc nhà nước tỉnh Cà Mau trong việc duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ. Để tiếp tục nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, kho bạc nhà nước đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực và đồng bộ. Một trong những giải pháp quan trọng mà kho bạc nhà nước triển khai là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các quy trình nghiệp vụ. Ngoài ra, kho bạc nhà nước còn hướng đến việc xây dựng một môi trường giao dịch thân thiện, chuyên nghiệp và hiện đại. Các trụ sở kho bạc được cải tiến nâng cấp về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Môi trường làm việc hiện đại, thuận tiện không chỉ giúp khách hàng cảm thấy thoải mái khi giao dịch mà còn tạo điều kiện cho cán bộ công chức làm việc hiệu quả hơn. Tức là đạt trên 99%. Thì đây là một con số mà kho bạc là một cái mục tiêu phấn đấu và cũng là cái nhiệm vụ là phải duy trì, giữ vững cái mức này và cao hơn để đáp ứng được cái sự mong mỏi của người dân, doanh nghiệp cũng như là sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền. Thì để đạt được cái mục tiêu, giữ vững được cái mục tiêu này và phấn đấu cho cái thời gian tới thì kho bạc cũng có mấy cái định hướng. Thứ nhất là cái nỗ lực phấn đấu là phải duy trì được từ cái mức này trở lên. Cái vấn đề thứ hai nữa là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền. Giữ vững được cái này thì phải tuyên truyền, phải thấy được cái mục đích, ý nghĩa và cái trách nhiệm của mỗi công chức kho bạc nhà nước trong việc thực hiện cái chức trách nhiệm vụ mà được đảng nhà nước giao. Kho bạc nhà nước cũng đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức. Đây là yếu tố then chốt để đảm bảo chất lượng dịch vụ. Đội ngũ cán bộ không chỉ nắm vững chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải có kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả. Kho bạc nhà nước thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ công chức về các kỹ năng cần thiết để phục vụ khách hàng tốt hơn. Phải giữ vững được cái quy tắc ứng xử. Thì đối với kho bạc thì Tổng Giám đốc cũng có ban hành một cái quyết định là 2594 về ban hành cái quy tắc ứng xử của công chức kho bạc đối với là tất cả công chức toàn hệ thống để làm giữ vững được cái nề nếp, tác phong, thái độ và cái khiêm tốn trong cái vấn đề hướng dẫn cũng như là thực hiện cái chức trách nhiệm vụ của mình. Cái vấn đề cuối cùng là cái tăng cường cái công tác đánh giá cán bộ, sàng lọc những cán bộ mà không đáp ứng được yêu cầu, những cán bộ mà vi phạm mặc dù có thể là nhỏ nhưng mà nguy cơ có thể là dẫn đến ảnh hưởng đến, thì phải một là kiểm điểm giới thiệu,
Thứ hai nữa là phải điều chuyển qua những cái vị trí không phù hợp với cái vị trí hiện tại để đáp ứng được cái yêu cầu và phục vụ cho khách hàng ngày một tốt hơn. Kho bạc nhà nước tỉnh Cà Mau cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế trong quá trình phục vụ khách hàng. Để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, kho bạc nhà nước cũng đã thiết lập các kênh liên lạc đa dạng để khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và phản hồi về chất lượng dịch vụ. Với những giải pháp toàn diện và đồng bộ, kho bạc nhà nước cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng, góp phần xây dựng hệ thống dịch vụ công ngày càng hoàn thiện và hiện đại. Chủ đề cải cách hành chính tuần này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong chuyên đề này tuần sau. Thân ái, chào tạm biệt.